Quân đội Ukraine tập trận gần biên giới Nga, tin từ Donetsk. Quân đội Ukraine hôm nay đã thiết lập một trại quân sự trong vùng Donetsk, cách biên giới Nga khoảng 50 cây số, trong khi căng thẳng giữa hai nước đang rất cao. Một sĩ quan giấu tên nói rằng đơn vị nhảy dù đang thực hiện các cuộc diễn tập quân sự trong khu vực. Chính phủ Ukraine đã ra lệnh động viên các quân nhân trừ bị và chuyển phần lớn ngân sách cho chi tiêu quốc phòng nhằm tăng cường khả năng phòng chống một sự xâm lược của Nga vào vùng đất phía đông và phía nam của Ukraine. Trong lúc đó, quân đội Nga cũng đã mở một cuộc tập trận không quân, huy động nhiều chiến đấu cơ và phi cơ thả bom tại các vùng phía Tây Bắc. Tuy không gần biên giới Ukraine, nhưng các cuộc tập trận này có thể tạo thêm căng thẳng giữa Nga và NATO sau khi mặt từ khoa sát nhập Crimea.